Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi quay trực tiếp tại cửa hàng tôi. Tôi cũng vừa mới mua về được một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium. Chiếc xe này sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Và chiếc xe này mới lăn bánh được rất ít quý bạn nhé. Chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 3 vạn km thôi. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn: thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản. Và ở cái bên phiên bản Titanium này thì chiếc xe Ford EcoSport này đã được trang bị đầy đủ các option từ nội thất da cao cấp cho đến khóa thông minh, đè nổ, start top, điều hòa tự động, cửa sổ nóc, đèn LED quý bạn nhé. Đầy đủ các option rồi. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn: thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản hết và còn rất là mới quý bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ và đẹp đẽ đi rồi, cho nên là quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này về thì cũng chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 429 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford EcoSport này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Hy vọng là sẽ được gặp lại quý vị và các bạn tại cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Thank you.